Tôi đã ở trong một khu cắm trại với một số quy tắc kỳ lạ. Những ngọn núi nhấp nhô và những cánh rừng rậm rạp ở phía tây nam Montana thực sự là nơi mà một người có thể cảm thấy cô đơn. Chỉ đứng sau sự cô lập mà tôi đã trải qua ở Alaska trong những ngày tháng trong quân đội. Ngoại trừ Yellowstone và Big Sky, khu vực này thưa dân, nhưng theo cách tốt nhất, tôi đã không có kỳ nghỉ nào trong ít nhất 3 năm, một kỳ nghỉ thực sự. Tôi đã không tính những chuyến đi cuối tuần đến Spokane hay Coeur d'Alene hay Helena. Cảnh sát tuần tra đường bộ Montana đã bố trí tôi ở Missoula 3 năm trước, ngay sau khi huấn luyện thực địa. Tôi thích Missoula. Nó khiến tôi bận rộn đủ rồi, nhưng tôi đã sẵn sàng cho một kỳ nghỉ. Cuối cùng thì lịch trình cũng được sắp xếp và tôi đã có đủ thâm niên để nghỉ 14 ngày liên tục. Trong thời gian ở Missoula, tôi đã có thể khám phá công viên quốc gia Glacier, cũng như các khu rừng quốc gia Flathead và Kootenai khá tốt. Vì vậy, tôi đã nhắm đến Yellowstone. Tôi đã không quay lại khu vực này kể từ khi tôi còn nhỏ, khoảng 10 tuổi. Một kỳ nghỉ gia đình hay gì đó. Tôi không nhớ nhiều về nó. Tôi đã đặt trước một số địa điểm cắm trại bên trong công viên, nhưng cũng có một số địa điểm trong rừng quốc gia Gallatin xung quanh. Tôi nghĩ mình sẽ tiết kiệm tiền khách sạn và chỉ cần cắm trại vì tôi đang tiết kiệm tiền để mua nhà. Tôi đã đóng gói tất cả đồ dùng cắm trại của mình vào xe tải, cũng như người bạn đồng hành trung thành của tôi, Tango. Tango là một chú chó Husky Siberia 3 tuổi. Thông minh như một con roi và có nhiều năng lượng hơn cả một lò phản ứng hạt nhân, chú là một người bạn đồng hành tốt và là một cậu bé tuyệt vời nhất. Sau khoảng 6 giờ lái xe, chúng tôi đến khu cắm trại đầu tiên gần hồ Earthquake. Tôi đến khu cắm trại đã đặt trước của mình và thấy rằng nó đã có người. Tôi đến và nói chuyện với cặp vợ chồng lớn tuổi là chủ nhà của khu cắm trại. Họ đã xin lỗi rất nhiều vì một số trục trặc trong hệ thống đặt chỗ của họ đã đặt 2 lần cho khu cắm trại và tôi đã đến quá muộn. Cũng không có khu cắm trại nào khác khả dụng. Họ đề nghị tôi hoàn lại toàn bộ tiền và một phiếu giảm giá cho một kỳ nghỉ miễn phí tại một khu cắm trại khác ngay gần đó. Họ chắc chắn rằng khu cắm trại này sẽ có chỗ trống trong 3 đêm tiếp theo. Tôi nghĩ rằng điều đó hơi xa vời vì đó là mùa cao điểm du lịch. Tất cả các khu cắm trại đều đã được đặt chỗ ở khắp mọi nơi. Tôi đã nhận tiền hoàn lại và phiếu giảm giá, nghĩ rằng tôi sẽ ít nhất là kiểm tra nơi này trước khi lái xe đến Big Sky để trả $300 một đêm tại một khách sạn. Khu cắm trại Howling Woods có tên như vậy. Nơi này cách địa điểm trước đó khoảng 10 phút lái xe. Nằm giữa những cây thông lodgepole rậm rạp, xa 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 lộ chính, khu cắm trại này khá đẹp. Có một con sông nhỏ dọc theo đầu phía nam của khu cắm trại, với một mặt núi dựng đứng ở bờ bên kia. Khu rừng xung quanh nó rậm rạp và khó nhìn xuyên qua. Những cây lodgepole cao chót vót được xếp chồng lên nhau dày đặc như tôi từng thấy. Tôi chưa từng nghe nói đến nơi này trước đây. Tôi chưa từng thấy nó trong bất kỳ tìm kiếm nào trên Google khi tôi lên kế hoạch cho chuyến đi của mình cách đây nhiều tháng. Khi tôi lái xe vào trại, đầu tiên tôi thấy một chiếc RV được đặt cố định ngay chính giữa. Phía trước có một tấm biển ghi dòng chữ "Chào mừng đến với Howling Woods", vui lòng gõ cửa, chủ nhà luôn túc trực. Tôi bước ra khỏi xe tải và làm theo hướng dẫn trên biển báo. Sau khi nghe thấy tiếng xáo trộn, một người phụ nữ cực kỳ lớn tuổi mở cửa. Bà có làn da rám nắng vì cả đời làm việc dưới ánh nắng mặt trời và mái tóc đen nhánh của bà giờ đã có nhiều sợi bạc hơn là đen. Bà nheo mắt nhìn tôi qua đôi mắt mệt mỏi và nở một nụ cười không răng. Tôi giải thích tình hình của mình và đưa cho bà tờ phiếu mua hàng. Ồ, tất nhiên rồi. Cứ chọn một chỗ rồi quay lại và đăng ký. Tôi sẽ lấy cho anh một số tờ rơi. Giọng bà ấy là giọng thổ dân châu Mỹ. Tôi quay lại xe tải và tìm được một chỗ khá ổn. Địa điểm này quang đãng và bằng phẳng. Có đủ cây cối giữa các địa điểm khác để tôi có thể có chút riêng tư. Nó cũng gần phòng vệ sinh và thùng rác. Một vòng lửa trại và một hộp đựng gấu nằm giữa khoảng đất trống nhỏ với một chiếc bàn dã ngoại nhỏ lệch tâm một chút. Địa điểm này nằm ở rìa ngoài của vòng lặp, vì vậy mặt sau của địa điểm hướng ra vùng hoang dã rộng mở. Tôi đỗ xe tải và giật dây xích Tango. Chúng tôi đi bộ một đoạn dài, lười biếng trở lại chỗ chủ nhà trong khi tôi quan sát những người cắm trại khác. Theo những gì tôi thấy, khu cắm trại đã đầy khoảng 3/4, một điều kỳ lạ vào thời điểm này trong năm. Các
Các địa điểm ở cả hai bên tôi đều có người ở. Một địa điểm có một cặp vợ chồng trung niên thân thiện với biển số Utah trên chiếc RV của họ và ba chú chó Maltese cắn mắt cá chân chạy vòng quanh xe. Họ vẫy tay chào tôi và tôi trò chuyện với họ một lúc. Họ nói với tôi rằng đây là tuần trăng mật thứ hai của họ sau khi cả 8 đứa con của họ cuối cùng đã chuyển đi. Địa điểm còn lại là nơi tạm trú của một cặp đôi ngoài 20, những người không ngẩng đầu lên khỏi chiếc bong của họ khi tôi đi ngang qua. Mùi hôi thối nồng nặc khiến tôi hơi buồn nôn khi đi qua. Khi tôi quay lại chỗ chủ nhà, bà ấy bảo tôi điền vào một tờ giấy đăng ký đơn giản với số hiệu địa điểm, tên và biển số xe của tôi. Sau đó, bà ấy đưa cho tôi một tờ rơi nhỏ về những con đường mòn đi bộ đường dài tại địa phương, một tờ rơi về an toàn cho gấu và một tờ giấy viết tay nhỏ. Tò mò, tôi mở tờ giấy ra. Trong đó có dòng chữ viết tay được thực hành. Quy định của khu cắm trại, xin hãy dập tắt mọi đám cháy vào lúc chạng vạng. Không rời khỏi lều hoặc xe cắm trại sau khi trời tối. Nếu bạn phải rời khỏi lều hoặc xe cắm trại sau khi trời tối, đừng sử dụng bất kỳ nguồn sáng nào. Hãy di chuyển nhanh chóng và nhẹ nhàng. Nếu bạn đang đi bộ vào ban đêm và nghe thấy tiếng động phía sau, đừng chạy, đừng nhìn lại. Cứ lờ nó đi. Không gây tiếng động lớn sau khi trời tối. Nếu bạn nghe thấy bất cứ thứ gì di chuyển bên ngoài lều hoặc xe cắm trại của bạn vào ban đêm, đừng nhìn vào nó. Hãy ở trong nơi trú ẩn của bạn. Tiếng hú, tiếng sủa, tiếng gầm gừ và tiếng khịt mũi chỉ là động vật hoang dã địa phương và không có gì đáng lo ngại. Nút tai được cung cấp miễn phí bởi chủ nhà. Không để vật nuôi ở ngoài vào ban đêm. Khóa tất cả các cửa xe và xe cắm trại của bạn. Khóa lều của bạn nếu có thể. Có thể mua khóa móc từ chủ nhà. Không được rời khỏi đường mòn hoặc đường đã định sẵn vì bất kỳ lý do gì. Đừng bao giờ nói về những gì bạn nhìn thấy hoặc nghe thấy ở khu cắm trại này. Một bộ quy tắc kỳ lạ, tôi bình luận. Bà ấy nhìn lên tôi. Một tia giận dữ thoáng qua đôi mắt nâu già nua của bà ấy. Lông mày nhăn nheo của bà ấy nhíu lại. Nhanh hơn tôi nghĩ, bà ấy tấn công và quấn những ngón tay xương sẩu của mình quanh ngón tay đầu tiên của tôi. Đi theo họ, họ rất quan trọng là lời giải thích duy nhất mà bà ấy đưa ra. Có một sự nghiêm túc trong đôi mắt bà ấy mà tôi chưa từng thấy ở bất kỳ ai trước đây. Sau đó, bà ấy buông tay khỏi cổ tay tôi. Được rồi, chắc chắn rồi. Vậy tại sao lại gọi là rừng hú? Tôi chưa từng nghe nói đến nơi này. Động vật hoang dã trong khu rừng này gây ra rất nhiều tiếng ồn vào ban đêm. Thật là một cảnh tượng ngoạn mục. Nhưng điều rất quan trọng là không bao giờ được tiếp xúc với chúng. Bạn sẽ làm chúng sợ, hoặc tệ hơn, bà giải thích. Tôi cảm ơn bà ấy đã giúp đỡ và quay trở lại khu cắm trại của mình, nhét những tờ giấy vào túi sau. Tôi quay lại khu cắm trại, dựng lều, chất tất cả thức ăn vào hộp đựng gấu và nhóm một đống lửa nhỏ. Tôi uống vài lon Budweiser và nướng một ít xúc xích trên ngọn lửa. Tôi mở một cuốn sách và đọc một vài chương và uống thêm vài cốc bia. Hoàng hôn đến với tôi khá nhanh. Tôi dọn dẹp đống bừa bộn và lấy điện thoại ra để kiểm tra thời tiết. Tôi không có sóng di động, nhưng điều đó chắc chắn không phải là điều bất ngờ ở đất nước này. Tôi mang những lon bia đến thùng rác gần nhất và đi vệ sinh ở nhà vệ sinh hầm. Trời vừa tối khi tôi quay lại lều. Tôi xích tango lại trong khi chuẩn bị lều, bật đèn lồng điện. Trong khi tôi trải túi ngủ, tango sủa. Tango, giống như hầu hết các chú husky khác, có một tính cách. Nó có những nét kỳ quặc giống như con người. Nó là một người hay nói và thường hú và nói lại tôi bằng thứ tiếng husky kỳ lạ đó. Nhưng nó chỉ sủa khi nó sợ hãi. Tôi gần như nhảy qua đỉnh lều. Tôi lấy một bình xịt hơi cay và một chiếc đèn pin từ ba lô gần đó và xé toạc tấm vải che phía trước của lều. Tango đang co rúm dưới bàn ăn ngoài trời, run rẩy rõ rệt. Tôi chưa từng thấy điều này trước đây. Tôi chiếu đèn pin quanh khoảng đất trống và không thấy gì cả. Phía sau hình nón ánh sáng, khu rừng tối đen. Những cây thông lodgepole phân tán ánh sáng khiến tôi khó có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài khoảng đất trống. Tôi dụ nó ra khỏi gầm bàn và dẫn nó vào trong lều. Đuôi nó kẹp giữa hai chân và nó đang run rẩy. Một năm trước, Tango và tôi đã đi sâu khoảng 6 dặm trên một con đường mòn hẻo lánh trong rừng quốc gia Kootenai. Chúng tôi rẽ một góc trên đường mòn và đối mặt với một con gấu xám. Tango gần như kéo tôi ngã sấp mặt xuống đất khi cố gắng chạy đến chỗ con gấu, hoàn toàn không sợ hãi và hoàn toàn không biết gì về kích thước của con gấu. Nhìn thấy nó phản ứng theo cách như vậy,
bây giờ khiến tóc gáy tôi dựng đứng. Nhưng tôi buộc mình không nghĩ gì thêm nữa. Tôi nghĩ con gấu chỉ bất ngờ tấn công và chạy mất khi nghe thấy tiếng tôi đến. Tôi tắt đèn lồng và chui vào túi ngủ, vẫn còn hơi lo lắng. Tuy nhiên, beer và sự mệt mỏi cuối cùng cũng giúp giấc ngủ đến đủ nhanh. Tôi không chắc mình đã ngủ bao lâu. Khi Tango lại sủa, tôi ngồi thẳng dậy. Mọi sợi lông trên người nó đều dựng thẳng lên và mắt nó dán chặt vào vạt trước của lều. Vẫn còn đang ngủ say, tôi mất một giây để nghe thấy. Tiếng vạt trước của lều được mở khóa. Trong bóng tối, tôi hầu như không thể nghe thấy tiếng khóa kéo chuyển động chậm rãi. Súng hay bình xịt hơi cay? Đèn pin? Các lựa chọn chạy qua bộ não còn ngái ngủ. Tôi với lấy túi vải thô và rút khẩu Glock 20 ra khỏi bao đựng. Tôi luôn mang theo nó khi ra ngoài vùng hoang dã như một phương án cuối cùng để phòng thủ trước gấu. Tôi bật đèn gắn trên vũ khí và hét lên, dừng lại những gì anh đang làm, nếu không anh sẽ bị bắn. Chiếc khóa kéo ngừng chuyển động. Tôi chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của một người trông giống như một người to lớn đang khom người ở phía bên kia của tấm vải tre. Lần này, Tango bắt đầu gầm gừ, ra vẻ muốn chiến đấu. Rồi đột nhiên, bóng hình đó biến mất. Tôi có thể nghe thấy một thứ gì đó to lớn lao vào bụi rậm rạp phía sau lều. Tôi lao ra khỏi tấm vải tre, súng trên tay và Tango bám sát gót tôi. Tôi chiếu đèn khắp bãi đất trống, một lần nữa không thấy gì cả. Tango đứng đó, đờ đẫn và nhìn chằm chằm vào một điểm nhất định trong khu rừng tối. Lông gáy của nó vẫn dựng đứng và một tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ cổ họng nó. Cái quái gì thế này? Gió lạnh và không khí giá lạnh của núi đã nhanh chóng đưa tôi trở lại lều. Tôi cất súng vào ba lô, tay tôi run rẩy. Cái quái gì thế? Tôi hỏi Tango. Nó nhìn tôi, đôi mắt xanh của nó không trả lời. Phần còn lại của đêm, tôi nằm trong túi ngủ. Lần này tôi không ngủ được, adrenaline từ chối rời khỏi cơ thể tôi. Tệ hơn nữa, tiếng hú bắt đầu. Một điệp khúc những tiếng hú lạnh thấu xương vang lên trong không khí đêm. Chúng không giống tiếng sói hay chó sói đồng cỏ. Tôi chưa bao giờ nghe thấy bất cứ thứ gì giống như vậy trong tất cả những đêm tôi ở trên núi. Nó kéo dài hàng giờ khiến tôi không thể ngủ được. Tiếng hú bắt đầu từ rất xa. Nhưng cuối cùng có vẻ như nguồn phát ra đã di chuyển vào khu cắm trại. Tôi có thể nghe thấy chúng đến từ nhiều hướng khác nhau. Một số gần lều của tôi, một số ở rất xa. Một tiếng hú nghe như thể nó ở ngay sau lều của tôi. Lớn, gần như chói tai. Một tiếng hú ma quái, buồn thảm. Tôi nắm chặt khẩu súng lục của mình, chờ đợi điều gì đó xảy ra. Nhưng rồi, nó dừng lại. Tất cả đều dừng lại. Cuối cùng, ánh sáng ban ngày bắt đầu chiếu qua các bức tường của lều. Tôi thúc giục Tango thức dậy, nói với nó rằng, nếu tôi thức, thì nó cũng phải thức. Tôi mặc quần áo ấm và ra khỏi lều. Ngồi ở bàn dã ngoại của tôi là người phụ nữ lớn tuổi chủ khu cắm trại. Tôi nhảy lùi lại, với tay về phía hông phải, để lấy khẩu súng không có ở đó theo phản xạ. Bà ấy nói bằng giọng bình tĩnh, nhẹ nhàng, anh đã phá vỡ quy tắc. Cái gì? Bạn đã phá vỡ các quy tắc? Bạn đã dắt chó ra ngoài sau khi trời tối? Bạn đã sử dụng đèn lồng sau khi trời tối? Bạn đã ra khỏi lều sau khi trời tối? Bạn đã không khóa lều? Ừ, thế thì sao? Những quy tắc đó có lý do để bạn không thu hút sự chú ý không mong muốn. Chú ý đến điều gì? Những sinh vật trong rừng. Có thứ gì đó cố mở lều của tôi. Không có con vật nào có thể làm được điều đó. Bạn có muốn mua ổ khóa không? Tôi thở dài. Ừ, chắc chắn rồi. Bà ấy thò tay vào túi và ném cho tôi một cái ổ khóa, $5. Tôi lục khắp lều cho đến khi tìm thấy ví và đưa cho bà ta tờ $5. Tuân thủ luật lệ, bà ấy nói thêm một lần nữa rồi đứng dậy và bỏ đi. Tôi đứng đó một lúc, suy ngẫm về những gì đã xảy ra trong 8 giờ qua. Tango rên rỉ vào bát thức ăn của mình và kéo tôi trở lại thế giới thực. Tôi lấy chảo rang ra và làm một ít trứng và thịt sông khói. Tango nhìn vào bát thức ăn của mình rồi nhìn tôi bằng đôi mắt buồn. Tôi gục xuống và xúc một ít trứng vào bát của nó. Những người đam mê cần sa ở nơi tiếp theo, chúng tôi đang nói về tiếng hú đêm qua, nói rằng chúng hoàn toàn đáng ngờ, anh bạn. Tôi gật đầu đồng ý với chính mình. Tôi dọn dẹp trại và thay quần áo đi bộ đường dài. Tôi chất chó và ba lô lên xe tải và đi tìm đường mòn đi bộ đường dài. Kiệt sức, sau một ngày đi bộ đường dài khoảng 15 dặm, tôi ngã gục xuống ghế cắm trại. Tôi còn khoảng 2 giờ nữa là đến hoàng hôn. Bối rối vì những sự kiện trước đó của đêm, tôi nghĩ mình sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc trong thời gian còn lại của kỳ nghỉ. Tôi đã cân nhắc đến việc rời đi.
nhưng khu cắm trại rất đẹp. Và miễn phí, một khách sạn gần đó sẽ có giá $600 trở lên cho một kỳ nghỉ 2 đêm. Tôi nghĩ nếu tôi tuân thủ các quy tắc này như chủ nhà đã nói, tôi sẽ ổn thôi. Trại đã được dọn dẹp và lều đã được sắp xếp từ lâu trước khi mặt trời lặn. Tango và tôi đã nằm xuống và thoải mái ấm cúng khi trời tối. Tôi luôn ổ khóa qua các lỗ trên khóa kéo của vạt lều và khóa lại. Khẩu Glock của tôi được đặt ngay cạnh túi ngủ của tôi, cùng với một băng đạn dự phòng. Tôi đọc một vài chương trong cuốn sách của mình trong khi Tango bắt đầu ngủ. Tiếng hú bắt đầu vào khoảng 10 giờ tối. Một hỗn hợp những tiếng hú kỳ lạ, gần như là tiếng rên rỉ. 12 phút đầy đủ của điều này. Tôi gần như thích chúng, lắng nghe khi chúng đến gần hơn, nghe chúng di chuyển xung quanh trại. Sói hoặc chó sói đồng cỏ, tôi cho là vậy. Không có gì khác có thể tạo ra tiếng động như vậy. Tango thậm chí không có vẻ gì là bối rối bởi chúng đêm này. Khi họ dừng lại, tôi rúc sâu hơn vào túi của mình để chuẩn bị ngủ. Một cơn mưa nhẹ rơi xuống, tôi có thể nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp trên tấm bạt che mưa trên lều. Và rồi cảm giác tồi tệ nhất có thể xảy ra. Tôi phải đi tiểu đây. Tôi đáng lẽ phải biết rõ hơn. Tôi đáng lẽ phải mang một chai rỗng vào lều hay gì đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Tôi nhìn Tango, nó đang nằm dài và ngáy. Tôi thực sự sẽ làm thế này sao? Tôi hỏi Tango. Nó ngáy đáp lại. Tôi mặc áo hoodie và tìm thấy cái quần của mình trên đôi dép lê. Dừng lại, tôi lục tung danh sách và kiểm tra lại. Không có đèn, hiểu rồi. Phòng tắm cách đó khoảng 100 thước nếu tôi đi bộ trên đường. Tôi nghĩ rằng đó là lựa chọn an toàn hơn khi không có đèn. Tôi cân nhắc đến việc mang theo súng, nhưng tôi không có cách nào mang theo được. Cặp quần nỉ của tôi không giữ được súng cố định. Tôi chọn bình xịt hơi cay và nhét vào túi. Tango thậm chí còn không thức dậy khi tôi trượt ra khỏi lều. Tôi tháo ổ khóa và sau đó di chuyển lều từ bên ngoài, đảm bảo không có gì làm phiền bạn tôi. Tôi vật lộn để nó một mình trong lều, nhưng quy định là không được nuôi thú cưng sau khi trời tối. Tôi dễ dàng đi đến nhà vệ sinh và giải quyết công việc của mình. Khi tôi rời đi, tay nắm đất phủ đầy xương trượt ra và cánh cửa đóng sầm lại. Chết tiệt! Tôi thì thầm trong hơi thở, phá vỡ một quy tắc khác. Tôi bắt đầu đi bộ trở lại lều của mình. Tôi có thể nghe thấy thứ gì đó đang di chuyển trong khu rừng rậm rạp bên cạnh tôi. Bỏ qua nó, tôi tiếp tục đi. Rồi nó dừng lại ngay khi vừa bắt đầu, hoặc ít nhất là tôi nghĩ vậy. Sau vài bước, tôi nhận ra mình có thể nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau. Nhưng chỉ khi tôi bước đi, tim tôi bắt đầu đập thình thịch. Tóc gáy tôi dựng đứng, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Bỏ mặc nó, có vẻ như nó đang căn thời gian cho các bước đi của mình để khớp với bước đi của tôi. Nó cố tình không cho tôi biết nó ở đó. Nó đang theo dõi tôi, bỏ qua nó đi. Hãy tuân thủ các quy tắc, mọi thớ thịt trong tôi bảo tôi chạy. Tôi biết chạy trong những đường trượt này sẽ chẳng có ích gì cho tôi. Tôi nắm chặt bình xịt hơi cay trong tay, tiếng bước chân của nó ngày một to hơn. Nó đang tiến gần đến tôi. Cuối cùng tôi cũng đến được lều. Tôi quỳ xuống để mở khóa ổ khóa, mò mẫm trong bóng tối. Tôi có thể cảm thấy nó ở phía sau mình. Tay tôi run rẩy, phải mất rất lâu mới nhập được mã số. Nó thở ra. Tôi có thể cảm thấy hơi thở nóng hổi của nó phả vào gáy mình, bỏ mặc nó. Cuối cùng, ổ khóa bật mở. Tôi kéo khóa vừa đủ để lách vào và nhanh chóng đóng nó lại sau lưng. Tôi lao tới khẩu súng và nhanh chóng chĩa nó vào nơi tôi nghĩ, cẩn thận không bật đèn. Im lặng, tôi với tay về phía trước và lắp lại ổ khóa, cố gắng làm điều đó bằng một tay, trong khi tay kia giơ khẩu súng ra trước mặt. Ổ khóa đóng sầm lại, im lặng, di chuyển, đi bộ. Nó đang đi xa, lảo đảo qua bụi rậm cách xa lều. Trong bóng tối, Tango đi tới và liếm mặt tôi. Con ngoan, ngủ tiếp đi. Nó vâng lời, quay quanh chỗ của mình 3 lần và lại ngã xuống lần nữa. Tôi mất vài phút để cơn rung chuyển dừng lại, và sau đó mất thêm vài phút nữa để tôi đặt khẩu súng xuống. Giấc ngủ đến chậm, không đủ nhanh. Tôi có thể nghe thấy tiếng cửa xe cắm trại bên cạnh mở. Người Mormon. Ồ, thì tôi đoán họ là người Mormon. Họ đang thả chó ra ngoài khi nghe thấy tiếng động. Ý tưởng tôi. Những con chó sủa và sủa, thậm chí còn đi lang thang đến chỗ tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển và đánh hơi cách lều của tôi vài mét. Tiếng thở hổn hển và khịt mũi trở thành tiếng sủa và gầm gừ. Tiếng sủa và gầm gừ chuyển thành tiếng kêu ăng ẳng và rên rỉ. Tango lao thẳng lên, mắt nhìn chằm chằm vào điểm phát ra âm thanh trên tường lều.
Tôi lao về phía nó, dùng tay giữ chặt mõm nó để nó không phát ra tiếng động. Suýt nhóc, im lặng đi. Tôi có thể nghe thấy chuyển động. Con chó sủa đang chạy quanh khu cắm trại của tôi. Xuyên qua đó, nó đang chạy xa hơn và bây giờ nó đang quay lại. Nó sủa suốt chặng đường. Sau đó, có một chuyển động lớn hơn nhiều và tiếng sủa dừng lại. Cánh cửa xe RV mở ra và có tiếng như hai con chó khác chạy vội lên cầu thang. Lucy, Lucy, người đàn ông gọi. Ý tưởng tồi thứ hai. Một luồng sáng xuyên qua lều của tôi, anh ta hẳn đã bật đèn pin để tìm con chó. Tôi có thể nghe thấy tiếng anh ta bước xuống cầu thang và bắt đầu lê bước qua đám cây bụi rậm rạp. Eric, vào trong đi. Lucy sẽ ổn thôi. Tôi chắc là nó chỉ đang khám phá thôi, một giọng nữ gọi. Vợ anh. Anh ta lê bước lên cầu thang và cánh cửa đóng lại. Tôi thả Tango ra và nó lại liếm mặt tôi. Tôi không thể nghe thấy bất cứ thứ gì khác di chuyển xung quanh. Bỏ mặc nó, tôi lờ đi những gì mình vừa nghe và cố gắng ngủ lại. Nó đến dễ hơn dự kiến và niềm hạnh phúc của giấc ngủ tràn ngập tôi. Buổi sáng có thể nhanh hơn mức cần thiết. Tôi mặc quần áo và dắt Tango ra ngoài. Nó đi vệ sinh trong bụi rậm rồi lững thững quay lại với tôi. Tôi thấy có một chút máu ở chân trước bên phải của nó. Có chuyện gì xảy ra thế? Tôi quỳ xuống và kiểm tra bàn chân. Tôi có thể tìm thấy bất kỳ vết cắt hoặc vết loét nào. Sau đó, tôi nhận thấy nó cũng có một số vết ở bàn chân sau. Tôi đứng dậy và đi đến chỗ Tango đã làm chuyện đó. Chỗ đó cách lều của tôi khoảng 10 mét trong bụi rậm. Một vệt máu phủ kín mặt đất, máu và lông trắng. Vết máu bắn tung tóe lên thân cây lodgepole xung quanh khu vực đó. Oh, Lucy, vẫn còn sớm. Cặp đôi trong xe RV có vẻ vẫn chưa thức dậy. Tôi có nên nói với họ không? Tôi muốn biết, nhưng quy định không cho phép nói về điều đó. Tôi quyết định không đến đó. Dù nơi này là gì, thì tôi cũng khá sợ nó. Chỉ còn một đêm nữa thôi. Tôi vội vã chuẩn bị ba lô. Tôi chất Tango vào xe tải và chúng tôi lên đường cho một chặng đường dài 14 dặm sẽ khiến chúng tôi bận rộn cả ngày. Sau một ngày trên những đồng cỏ miền núi tuyệt đẹp, quang cảnh sông nước siêu thực, hồ nước tuyệt đẹp và đi bộ 14 dặm, Tango và tôi trở về khu cắm trại. Tôi chất mọi thứ chúng tôi không cần cho đêm đó vào xe tải. Tôi để ý thấy chiếc RV ở địa điểm tiếp theo. Cặp đôi với ba con chó. À, giờ là hai con chó, tôi đoán vậy, đã biến mất. Không có gì ngạc nhiên ở đây. Tuy nhiên, chàng trai trẻ hơn ở phía bên kia của tôi vẫn còn ở đây. Bữa tối chỉ là bữa ăn đi bộ đường dài mất nước vì tất cả đồ ăn ngon đều được đóng gói trong xe tải. Tôi dự định sẽ rời khỏi nơi này nhanh nhất có thể vào sáng mai. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống và Tango và tôi chui vào lều, khóa lều lại sau lưng. Tôi đọc một vài chương trong cuốn sách của mình cho đến khi trời quá tối để đọc được chữ. Đêm nay, giấc ngủ đến khá dễ dàng. Nhưng như thường lệ, giấc ngủ không kéo dài được lâu. Tiếng cành cây gãy cho tôi biết có ai đó hoặc thứ gì đó đang loạng choạng đi lại trong đám cây bụi bên cạnh lều của tôi. Tôi kiểm tra điện thoại và thấy đã khoảng nửa đêm. Ít nhất thì đêm nay tôi đã ngủ được mà không nghe thấy tiếng hú. Tôi có thể nghe thấy một vài giọng nói, những chàng trai trẻ ở nhà bên cạnh. Bạn có nhìn thấy gì không? Một người thì thầm. Không, nhưng chắc chắn là có rồi, người kia nói. Tâm trí tôi quay cuồng, những kẻ ngốc này sắp bị giết. Tôi kéo khóa mở một cửa sổ nhỏ ở bên hông lều và nhìn qua màn hình. Họ cầm đèn pin và đi loanh quanh trong bụi rậm. Họ trông như thể đang giơ điện thoại ra trước mặt, như thể họ đang ghi lại điều gì đó. Sau đó nó bước ra khỏi khu rừng, tiến vào nơi có ánh sáng. Cho dù đó là người, thú hay sự kết hợp kỳ lạ của cả hai thì nó vẫn đáng sợ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi tột độ, bản năng như vậy. Cao 7 hoặc 8 feet, đôi mắt đỏ rực, cơ thể phủ đầy lông loang lổ, móng vuốt dài và mõm nhô ra, răng nanh và nước dãi chảy dài. Họ đứng im một giây, rồi họ chạy, quay lại lều của họ, nhảy xuống. Tôi với tay lấy khẩu súng, tôi phải làm gì đó, nhưng khi tôi ra khỏi lều, nó đã xé toạc lều của họ. Máu và nội tạng bắn tung tóe khi nó xé toạc họ. Thật kỳ lạ khi sự tàn bạo lại im lặng đến thế. Có lẽ tôi chỉ bị loại trừ thính giác. Ai mà biết được. Tôi lùi lại. Cẩn thận không gây ra tiếng động nữa. Nó quay lại lều của tôi và khóa lại. Tôi còn có thể làm gì nữa? Họ đã chết rồi. Tôi kéo Tango lại gần và giữ chặt khẩu Glock của mình. Tôi có thể nghe thấy tiếng đó ngay bây giờ. Tiếng húp sùm sụp và đập mạnh như thể đó là một đứa trẻ 8 tuổi đang ăn mì spaghetti ở Olive Garden. Theo quy định, đêm đó, tôi đã cố gắng hết sức để ngủ. Tôi cuối cùng cũng thức dậy
tôi nhận ra trời đã sáng, gần giữa trưa rồi. Tôi mở lều và thấy một chiếc xe cảnh sát chặn xe tải của tôi. Một cảnh sát phó đang nói chuyện với một người cắm trại khác, tay cầm bút và sổ tay. Khi tôi liếc sang địa điểm tiếp theo, một nhóm người đang chất một túi đựng xác vào xe cứu thương. Quét lại, tôi thấy một cảnh sát phó khác đang đi về phía tôi, vẻ mặt nghiêm nghị và dữ tợn. Tôi đưa phù hiệu của mình cho anh ta xem và anh ta có vẻ thư giãn đôi chút. Này, tối qua bạn có nghe thấy gì không? Thực hiện theo các quy tắc. Không, tại sao? Chuyện gì đã xảy ra? Anh ta chỉ tay về phía những túi đựng xác. Có vẻ như có một vài người cắm trại đã bị gấu ăn thịt. Anh cách đó 50 feet và không nghe thấy gì sao? Thực hiện theo các quy tắc. Không, càng ngày đi bộ đường dài vất vả. Chúng tôi khá mệt và ngủ rất say. Xin lỗi. Không sao đâu. Anh thở dài. Nếu anh cho tôi tên và thông tin liên lạc, tôi sẽ để anh đi. Tôi thu dọn lều nhanh nhất có thể và chen xe tải qua xe cảnh sát. Trên đường ra, tôi dừng lại ở địa điểm của chủ nhà. Tôi gõ cửa. Bà ấy trả lời. Đây là nơi quái quỷ nào thế? Tôi thốt lên. Bà ấy mỉm cười. Một nơi nào đó cổ xưa, không dành cho loại người như chúng ta, nhưng mà chúng ta ở đây, tôi hy vọng anh đã tận hưởng kỳ nghỉ của mình. Rồi bà ấy đóng sầm cửa lại trước mặt tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng. Một tiếng gõ từ cửa sổ làm tôi giật mình tỉnh dậy. Từ cửa sổ xe cắm trại, bà ấy lẩm bẩm với tôi rằng tuân thủ luật lệ. Vậy nên tôi đã làm thế và tôi rời đi. Tango và tôi đã có một kỳ nghỉ tuyệt vời. Nhưng những ngọn núi không bao giờ còn mang lại cho tôi cảm giác như vậy kể từ đó. Cảm giác bị theo dõi, bị bám đuôi. Cảm giác đó vẫn luôn ở đó. Không lâu sau đó, tôi chuyển đến Salt Lake City. Tôi hiếm khi đi cắm trại nữa. Mặc dù Tango và tôi thích đi bộ đường dài trong ngày, tôi tuân thủ các quy tắc cho đến tận ngày nay. Mỗi lần tôi cắm trại, chắc chắn đó là những gì bà ấy muốn nói.